Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn. Vâng, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao với cái mức giá 128 triệu Ford của Mỹ anh chị nhé. Vâng ạ, xe em đang chào bán tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Quý chị bạn quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081699. Em sẽ hướng dẫn cái thủ tục mua bán chốt cọc sở hữu cái mẫu xe Ford này. Vâng ạ, chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2003 với khối động cơ 3.0 số tự động. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm 12 lít trên 100 km đường trường. Một cái dòng xe SUV rất là được nhiều người ưa chuộng và sở hữu trong thời gian hiện tại vừa qua. Một cái dòng xe rất rẻ anh chị nhé, hơn 100 triệu đồng thôi. Xe mang tên tư nhân anh chị nhé, gốc Hà Nội. Form dáng rất là đẹp luôn. Thì rất thích hợp cho quý anh chị các bạn chạy cung đường khó đi, đồi núi cao đấy, hoặc công trường công trình. Một cái dòng xe khá là ok, chạy rất là đầm và rất là nhẹ xe luôn. Một trăm hai mươi tám triệu thì bên em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc nhé. Anh chị các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho em Loan cũng như là đến trực tiếp tại cơ sở 2, 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ mục gì. Sơn xi bên ngoài thì bên em đã cho sơn và đánh bóng cả xe rồi. Đèn này đèn theo xe, đấy, xe không nổi, tôn vỏ rất là mỏng nhá. Cabo theo xe luôn. Nội thất sạch đẹp. Đó, lỉ vẫn còn nguyên nhá. Nhìn chung là mới cái mức giá hơn 100 triệu thì anh chị các bạn chọn một chiếc xe về sử dụng gia đình là đi chạy đầm chắc cũng như là máy móc ổn định là đi cũng khá là ổn định rồi. Đấy, và cũng rất là yên tâm. Bên em có cam kết cho anh chị các bạn là không có đâm xô hay ngập nước gì. Đó, nên quý anh chị các bạn hoàn toàn đến trực tiếp để xem xe, lái và test thử để có thể sở hữu cái mẫu xe này nhá. Chỉ có 128 triệu thôi ạ. Đấy, để lỗ start top nhá. Đó, xe là bình thường những cái dòng xe này thì là khóa khiển nhá, cũng như là chìa khóa cơ. Nhưng mà chiếc xe đã được chủ xe độ đề thông minh rồi. Đó, rất là chất luôn cho một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Nội thất da theo xe. Cua lốp thì không ăn mọt nhá, lốp khá là đều. Đấy, tôn vỏ đấy. Cốp rất là rộng rãi đối với chiếc xe Ford Escape này. 3.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng khá là tốn. Thế nên là đổi lại, nhưng mà đổi lại chạy rất là đầm, rất là chắc luôn. Những cái dòng xe chấm cao một chút thì chạy rất là đầm. Đó, thì dành cho anh chị làm đi đường công trường công trình, đường khó đi, rất là ok luôn. Đấy, gầm rất là sạch nhá, không hề có đường chảy dầu nhớt gì. Đèn hậu theo xe. Và bên em có bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc nhá. Chứ các bạn không tiện qua xem xe ạ, qua sự tin tưởng có thể kết nối trực tiếp Zalo cho em. Em sẽ gửi chi tiết hình ảnh mẫu xe cũng như là hướng dẫn cái thủ tục mua bán chốt cọc giao xe tận nhà, có thể thanh toán nhá. Nội thất zin theo xe, rất đẹp luôn, 203. Bên em có thu mua trao đổi xe ô tô cũ với cái mức giá trên dưới 400 triệu đồng. Đấy, quý vị anh chị các bạn đang có nhu cầu trao đổi xe có thể kết nối Zalo, gửi ảnh chi tiết về mẫu xe, cái đánh giá xe cũng như là đưa ra cái mức giá hợp lý để anh chị các bạn có thể bán về em mua vào nhé. Và đi sâu hơn một chút về cái chiếc xe Ford Escape này. Một chiếc xe mang tên tư nhân biển Hà Nội, nên anh chị các bạn ở khu vực Sài Gòn, Hà Nội nếu trực tiếp muốn ra tên thì cũng rất hợp lý, không mất tiền phí biển nhé, không mất tiền biển. Đấy, đầy đủ màn hình cam nùi luôn. Điều hòa rất là mát. Để lỗ thông minh. Nói chung là xe rất là chất luôn. Cho mẫu xe chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đây, đi sâu vào cái hệ thống khoang máy nhá. Nó máy rất là khô nhá, rất là khô luôn. 3.0 V6 số tự động. Xe thì màu trắng nguyên bản anh chị nhá. Tất cả các hệ thống giằng cột của xe hoàn toàn là không hề va chạm. Cabo theo xe.
Vâng, một chiếc xe với cái mức giá trên 100 triệu thì em nghĩ một chiếc xe phải sử dụng gia đình, chạy đầm chắc này, đấy, vượt mọi cung đường. Thì đây là một mẫu xe rất thích hợp cho anh chị các bạn mua và sử dụng rồi. Ford Escape 2003. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Quý vị anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi những clip mới nhất em đăng lên. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.